Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2022, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đi kiểm tra bãi rác chôn lấp tại thôn Nê Cắm, kịp thời chỉ đạo khắc phục tình trạng ứ đọng rác, không để ảnh hưởng đến môi trường và trực tiếp xuống một số thôn bản gặp gỡ chỉ đạo xã Đồng Lương khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo xã Đồng Lương. Trực tiếp xuống thực địa kiểm tra tình trạng ứ đọng rác tại khu chôn lấp rác thải của huyện tại thôn Nê Cắm, xã Đồng Lương, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương đấu nối với doanh nghiệp chịu trách nhiệm vận hành khu bãi rác, xử lý dứt điểm tình trạng ứ đọng rác không để ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời ra soát lại quy hoạch, tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để nâng cấp khu chôn lấp đảm bảo đầy đủ các tiêu chí an toàn môi trường khu bãi rác và khu vực xung quanh. Đề nghị phía công ty xây dựng vận hành khu bãi rác thực hiện theo đúng quy định như cam kết trong văn bản xử lý việc chôn lấp rác, đổ rác đúng vị trí quy định, không để rác ứ đọng tràn ra khỏi vị trí chôn lấp. Trong thời gian tới, tình trạng rác thải từ nhân dân, từ các khu công nghiệp càng nhiều. Chính vì vậy, Phòng Tài nguyên và Môi trường nhanh chóng hoàn thiện mọi thủ tục hồ sơ để nâng cấp khu bãi rác đảm bảo cho việc chôn lấp xử lý rác hàng ngày. Tiếp đó, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đoàn công tác đã trực tiếp xuống một số thôn bản gặp gỡ chỉ đạo xã Đồng Lương khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là quy hoạch xây dựng khu nhà văn hóa thôn Cui đảm bảo đầy đủ theo tiêu chí nhà văn hóa. Địa phương cần đôn đốc chỉ đạo họp dân để thống nhất cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm. Cùng với đó là công tác xã hội hóa để thôn Cui sớm xây dựng nhà văn hóa phục vụ nhu cầu hội họp, sinh hoạt của nhân dân. Qua kiểm tra nắm bắt tình hình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị lãnh đạo xã Đồng Lương cần phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa trong công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, xây dựng hàng rào xanh bằng cây chè mặn, tạo thành điểm nhấn để xã sớm về đích nông thôn mới trong thời gian tới. Cũng tại xã Đồng Lương, với nhiều tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển các dịch vụ du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, câu cá thư giãn, tiềm năng du lịch thác Tải E, một thác nước được nhân dân ví như giải lụa trắng, cùng với dịch vụ câu cá thư giãn tại hai hồ thủy lợi lớn như hồ Chu Mon, hồ thủy lợi Triềng Khạt, có đền thờ ông Lê Phúc Hoạch là di tích lịch sử văn hóa của xã. Đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu địa phương phải phát huy hết các tiềm năng thế mạnh sẵn có, không để tài nguyên ngủ quên. Để làm được điều đó, đồng chí đề nghị xã phải đưa ngay các tiềm năng lợi thế sẵn có như khu thác nước Tải E vào quy hoạch để phát triển du lịch sinh thái trong thời gian tới, đầu tư hệ thống đường giao thông, tuyên truyền để bà con nhân dân sinh sống xung quanh khu vực giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ rừng để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, tạo đà cho phát triển du lịch trong thời gian tới.